Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên đề rất là đặc biệt, là chúng ta sẽ lựa chọn top phim, tạm gọi là top phim thảm họa của năm 2019. Cả Kim Thanh, cả Phúc, cả Thọ, cả Trang và kể cả chúng tôi cũng đã tham khảo trên một số bài viết về điện ảnh để có một cái sự thống nhất để chọn ra, và cuối cùng là top 16 bộ phim mà chúng tôi cảm giác là thảm họa nhất của 2019. Xét về cái mức độ thì sẽ không có ghi là phim này là tệ nhất, tệ nhị, tệ ba, mà là một cái sự sắp xếp hết sức là ngẫu nhiên. Và chúng tôi chỉ liệt kê theo cái trí nhớ của mọi người. Bộ phim đầu tiên chúng tôi đề cập đó chính là bộ phim YOLO, ra mắt vào tháng 1 của năm 2019. YOLO là có sự tham gia của Subin Hoàng Sơn lần đầu tiên đóng phim điện ảnh. Tự nhiên giờ các em quên mất cảm giác khi mà em xem phim này. Em chỉ nhớ là nó rất là kỳ. Cái kịch bản kiểu tỏ ra nguy hiểm á, twist tùm lum luôn á. Dạ, và không có thỏa mãn. Nói chung là tình tiết cũng không có thuyết phục, mà tới cả những cái đoạn hát rất là máu chốt ở trên sân khấu thì còn bị sai miệng nữa. Nói chung là đến giờ em không nhớ rõ lắm. Em chỉ nhớ được khi nhắc đến phim này, em nhớ đó là một phim không có hay thôi. Còn Phúc thì thật ra nhắc tới phim này thì Phúc cũng không biết là thể loại chính thức của nó là gì. Tại vì Phúc không biết là phim âm nhạc, nó là phim hình sự. Cái cuối cùng nó sẽ là phim thriller. Một bộ phim mà mình không rõ thể loại rồi thì mình không thể nào sắp nó vào phim hay được. Từ chuyện này nó xỏ qua chuyện kia, nó không có một cái mối dây liên kết nào hết. May quá bộ phim này không có xem, bây giờ cũng phát hiện ra là mặc dù cùng bình chọn mọi người, nhưng mà năm nay thì cái số lượng mà phim dở mình xem cũng ít đi rất là nhiều so với những các năm khác. Tự nhận thấy rằng là cứ cảm thấy phim nó không ổn, thấy ekip quá mới, hoặc là diễn viên là xuất thân từ ca sĩ chưa có kinh nghiệm đóng phim, rồi là ý tưởng câu chuyện nó tệ tệ cái là lựa chọn không xem nữa. Và hầu hết cái việc mà lựa chọn đấy đều đúng, bởi vì sau khi mà nghe phản hồi của mọi người là thảm họa xong, thấy là ôi cái may mắn quá, mình đã cứu vớt được khoảng 90 phút cuộc đời mình. Em không như vậy, năm nay coi rất là ít những cái phim trong list này luôn. Cho nên là mình góp ý với Huỳnh Đắc Thọ và Mỹ Trang là chúng ta cần xem hết để có những cái cuộc tổng kết như thế này chúng ta nói mới thuyết phục được mọi người nè. Và YOLO thì hình như là của anh Phan Minh đúng không Phúc ạ? Đúng rồi, của Phan Minh. Ok, như mấy phim giờ thì cũng có xem Tình Đầu Thơ Ngây, một bộ phim cũng kiểu slow motion, rất là chậm rãi và mệt mỏi, tình tiết thì chả có gì, diễn viên thì ngây ngây thơ thơ nhưng mà vô số tội. Hay là cũng có xem Vô Gian Đạo, một bộ phim mà câu chuyện thì là cóp nhặt và có những cái cảnh mà cũng có những cú twist, cũng như là cái việc mà hành hạ phụ nữ không đáng có. Thôi thì bây giờ chúng ta cứ xếp cho từng phim đi, tại nói loạn xà ngầu thì một lát là tới cái phim đó là mình cũng sẽ rất là khó nói và tốn thời gian. Thôi thì chúng ta đến cái bộ phim thứ hai đi, là bộ phim Tình Đầu Thơ Ngay. Và Kim Thanh nghĩ là cái phim này thì nên để Thọ nói nhiều. Ủa tại sao vậy, phim này có liên quan đến em mà sao em nói được, sao còn khách quan? Không, tức là phim này của phía bên công ty của Thọ thực hiện, thì có nghĩa là Thọ cũng sẽ biết những cái xích sắc bên trong và có thể lý giải được một số nguyên nhân vì sao nó thất bại. Nói chung là cái phim này Tình Đầu Thơ Ngay là cái tên nó là không đúng đâu. Tại cái phim này tên tiếng Anh nó là First Love, thì nó lẽ phải là Second Love mới đúng. Cái dự án mà ban đầu mà công bố mà Thanh Mỹ với Jason đóng này là rất là lâu trước đó rồi, đáng lẽ ra mắt từ năm 2018. Lúc đó là đạo diễn là bạn gì em quên mất, là tên Thành đúng không, Hà Nội á. Thì theo như em biết, nói lại là quay rất là lâu nhưng mà không xài được, dựng lên chỉ có 45 phút phim, không có đủ để mà hành một cái phim luôn. Sau này mới chữa cháy, đặt biên kịch viết lại một kịch bản khác thì nó quay và nó rất là nhạt. Như kết quả là đã công chiếu và vì khác cái đồng phục khác nhau cho nên là không dùng được gì từ 45 phút kia. Cho nên thực chất cái bộ phim này ra kết quả nó là hai phim gộp lại. Thật ra thì Phúc thấy bộ phim này cũng không đến nỗi là nó quá dở, chỉ là nó quá nhạt thôi. Tình yêu mà thấy nó cũng đẹp á, nhưng mà nó vô hồn ấy. Giống như là yêu thì nói là ok ta yêu mày, chứ cũng không hiểu vì sao chứ cũng không hiểu vì sao phải yêu. Và kiểu là áp một cô bé mà còn học sinh như Thanh Mỹ mà vào cái vai đó thì cũng tội nghiệp cho Thanh Mỹ. Tại vì chúng ta làm cho Thanh Mỹ mang một cái hình ảnh là lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nó cứ bị dở dở ương ương ấy. Nên thành ra mình coi phim này thì mình không ghét nó, mà mình chỉ thấy tội nghiệp cho Thanh Mỹ thôi. Tính ra cái điểm sáng là phim này dàn diễn viên rất là đẹp. Có Thanh Mỹ, có Jason, và thật ra anh chàng Jason cũng đi làm ca sĩ và thấy là ok. Và đặc biệt phim này có một nữ diễn viên mới mà Phúc cũng rất thích, đó là Mai Kỳ Hân. Tại vì mặt cô bé này rất là đặc biệt. Bộ phim thứ ba mà chúng tôi đề cập đó là một bộ phim Tết. Và cái phim này thì doanh thu rất là cao nha mọi người ơi. Đó là bộ phim Trạng Quỳnh. Thế nhưng mà đây là bộ phim thực sự là kỳ cục trong vấn đề kể chuyện, hoặc là kết hợp các yếu tố dân gian một cách rất là lố bịch. Thực sự là khi mà biết rằng là bộ phim này chiếu dịp Tết này, sau lại còn được doanh thu rất là cao, cái cảm giác đầu tiên khi mình xem phim này là sự phẫn nộ.
nó rất là không công bằng, và cái việc mà cái thành công của nó sẽ khiến cho những cái người mà làm phim nghiêm túc có nghề sẽ cảm thấy đau đớn và hoang mang. Nó cũng khởi đầu cho một cái năm mà rất là nhiều những điều kỳ quặc, mà kỳ quặc theo hướng tiêu cực của điện ảnh Việt Nam. Đây là phim mà mình thấy diễn xuất của Trấn Thành hay là diễn xuất của Nhã Phương nó rất là kỳ cục. Nó cũng cho thấy sự đi xuống về tay nghề của Đức Thịnh, và những cái chiêu trò về truyền thông cũng như là về phát hành của phim này cũng khiến cho người ta thiếu thiện cảm. Ngay cả khi mà phim này được chiếu lại ở trên Vietnam Airlines, lúc mà mình xem thì mình cũng thấy rằng là có lẽ là nó không nên xuất hiện và nó cũng không nên đại diện với gì đấy ở trên một cái phương tiện giao thông như vậy, bởi vì nó mang một cái cảm giác rất là ức chế cho người xem. Như vậy thì mới có thể thức và tỉnh táo được chứ. Nhưng mà thật ra thì sự mà đạt doanh thu cao của bộ phim này nó cũng phải có nhiều yếu tố. Một là thị trường phim Tết, thứ hai là drama, câu chuyện drama giữa phim này và phim kia, với lại cái chủ đề của nó cũng hấp dẫn. Nói về Trạng Quỳnh thì kể cả mọi người có chê nó ghê thì em vẫn sẽ muốn đi xem thử coi nó ghê như thế nào ấy. Em nghĩ là nhiều số đông cũng sẽ như vậy. Đúng rồi, tại vì khi mà xem bộ phim này thì mình chỉ cảm giác như là đây là không phải đại diện cho Trạng Quỳnh, mà giống như là một bộ phim parody á về Trạng Quỳnh đó. Khi mà chúng ta đem hết tất cả những yếu tố mà có thể câu kéo khán giả được vào, nhưng mà chúng ta lại đi nhái lên một cái nhân vật mà nó cần phải được làm tốt hơn ấy. Với một cái bên cạnh đó, mình rất ghét, mình cực kỳ ghét một cái điểm là khiến cho mình coi mà mình thấy bộ phim này nó trở nên nó không còn sạch sẽ nữa. Phim này là phim dành cho nhiều khán giả, nhưng mà trong phim lại là cũng kiểu là có những cái yếu tố liên quan tới chuyện người lớn, cái C13 ấy. C13, nhưng mà đoạn sau còn cả kiểu là nhốt lại xong rồi là ta sẽ cưỡng bức ngươi các kiểu ấy. Lấy mông nữa. Nói chung là mình thấy anh. Mình coi xong bộ phim này mình không cảm giác như là Trạng Quỳnh là một nhân vật dân gian nữa, mà Trạng Quỳnh là một nhân vật mà bước ra từ những bộ phim Mỹ có sự trào phúng á. Nên thành ra là mình quên hẳn nhân vật Trạng Quỳnh sau khi mình xem bộ phim này luôn ấy. Không, em không hiểu tại sao khi mà đưa cái khả năng mà về văn thơ của Trạng Quỳnh lên thì lại chọn những cái câu đối mà kiểu như là về cơ thể phụ nữ, nó rất là thông tục, không có thô tục, hợp lý, đúng đắn gì hết. Cũng phải thừa nhận một điều rằng là chính cái tên Trấn Thành cũng là một cái phần lớn góp phần cho cái bộ phim thành công. Cả hai bộ phim mà Trấn Thành đóng trong cái dịp Tết đó đều thắng doanh thu, và cái sức hút của cái chữ Trấn Thành là cái điều mà chúng ta không thể phủ nhận hiện nay. Và bộ phim tiếp theo, cái này là chắc là Phúc trải nghiệm rất là nhiều đây. Bộ phim Xóm Trọ 3D Cung Tâm Kế. Thì đây là một trải nghiệm khác trong năm nay. Khi mà bước chân ra rạp xem phim, và trong rạp chỉ có hai người, Phúc và một cô gái ngồi ở góc bên kia. Khi mà xem bộ phim này cảm giác như mình được quay lại vào những năm 90, mình được xem mấy cái tiểu phẩm hài trên TV mà chiếu mỗi mùa Tết về các anh chị táo quân ấy. Mình nghĩ đây là một vở kịch cố tình đem lên mạng để chiếu, hoặc là một cái web series làm để đem lên chiếu rạp thôi. Mình rất là xin lỗi các diễn viên gạo cội trong phim, tại vì trong phim có rất là nhiều diễn viên gạo cội, họ có thể đóng những cái phim tốt hơn như vậy rất nhiều mà họ lại lựa chọn để đóng bộ phim này. Chứ mình thấy buồn, chứ mình không thấy ghét bộ phim, mà mình thấy buồn nhiều hơn. Và đây cũng là một bộ phim mà lẽ ra là ban đầu nó là một web drama, đúng không? Cho thấy rằng là cái việc mà ngay từ đầu đã phân định nó là một thể loại khác, xong đến khi mà thấy người ta ăn khoai vác mai đi đào, nó cũng đã dẫn gây một cái kết cục không hay. Và đây cũng là cái thời điểm mà những cái bộ phim cung đấu trên màn ảnh nhỏ cũng đang hấp dẫn. Và rõ ràng bộ phim thể là cái nỗ lực trong tuyệt vọng để bắt trend, để mà khiến cho những khán giả mà đang rất là mê đắm những phim cung đấu được đầu tư thì có thể bỏ tiền đi xem. Nhưng mà nó thấy rõ ngay ở kết quả, và mặc dù là khá là đau thương, nhưng đây là một cái kết cục cần thiết để những người làm phim mà muốn ra chiếu rạp thì không cố gắng để chạy theo cái xu hướng nhất thời mà không để ý đến thực lực của mình. Và chúng ta sẽ đến với vị trí thứ năm cùng bộ phim Táo Quậy, là một bộ phim Tết đây. Kim Thanh đã trải nghiệm được nửa bộ phim này, gần tới nửa, xong rồi Kim Thanh phải đi về. Em chưa coi. May quá em chưa coi. Thì bộ phim này sau Tết Phúc đi mua vé để Phúc xem. Phúc là người là được bình chọn là xuất sắc nhất trong ekip ngày hôm nay. Phúc đi mua vé để xem, tại vì Phúc muốn xem thử, là tại vì Phúc rất thích chủ đề về Táo Quân. Từ nhỏ mình xem thì chưa bao giờ nó được đem lên màn ảnh cả. Với lại trước đó khi mà xem bộ phim này thì mình đã nghe về ý tưởng bộ phim, mình rất thích ý tưởng này. Nhưng mà khi giờ xem xong thì mình nhận ra đó một điều là ý tưởng tốt, kịch bản tốt, chưa chắc phim nó đã tốt. Nếu mà cái người làm là cái người
không có đủ trình độ để làm, là thứ nhất. Thứ hai, mình có thể thấy được rằng là tham vọng của bộ phim này rất nhiều, điển hình là qua hình tượng con cá chép trong phim. Đó là một cảnh quay mà Phúc nghĩ đó là phải được xếp vào một cảnh quay biểu tượng của năm nay luôn. Khi mà con cá chép đó nó bay lên, thể hiện cho là ước mơ phim Việt sẽ bay lên cao. Nhưng mà thật sự đến cuối cùng là cũng chính con cá chép là cái con cá chép hủy hoại cả bộ phim. Nên thành ra đó là một bộ phim mang tức là tính biểu tượng của phim Việt. Không phải là cá chép nó hủy hoại cả bộ phim. Không, không, Phúc đang nói chung là tính nó ẩn dụ. Phúc đang nói là yếu tố ẩn dụ đó, tức là mình đang kỳ vọng bộ phim là nó như con cá chép bay lên trời á, hóa rồng đó, đúng không? Hóa rồng đó, nhưng mà cuối cùng là không hóa rồng được và nó trở nên ngây ngô từ tất cả các yếu tố luôn. Bây giờ mình không tin bất kỳ một bộ phim làm nào làm từ yếu tố thần thoại của Việt Nam mà có thể làm hay được nữa ấy. Nên hy vọng là trong tương lai sẽ có một bộ phim là cứu lại cảm xúc của mình. Thật ra là Kim Thanh trước đó chưa xem bất kỳ bộ phim nào có sự tham gia của Pom. Mà tới chừng xem Táo Quậy xong, Kim Thanh nói trời, không biết là những cái phim sao như thế nào mà tự nhiên mình sợ luôn á. Ủa, chị Thanh coi Trường Hợp Bá Dương chưa? Coi rồi nhưng mà không có coi hết luôn, tại con không đủ dũng cảm gì coi hết. Tìm Vợ Cho Bà nữa đó, nhớ có một khoảng thời gian mà Pom xuất hiện nhiều phim lắm. Ồ, rồi okay. Vậy thôi là cũng hiểu luôn rồi đó. Okay. Rồi chúng ta đến với bộ phim thứ 6, là một bộ phim thật ra là lúc đầu nghe có vẻ rất là tâm huyết và cái trailer của bộ phim thấy cũng có gì đó tươi sáng một chút xíu. Nhưng mà tới chừng xem bộ phim thì nó khác hẳn, đó là bộ phim Cà Chớn Anh Đừng Đi. Bộ phim này có liên quan trực tiếp đến Phúc luôn đó. Tức là bộ Phúc là người làm truyền thông cho bộ phim này. Thì nói chung là mình làm truyền thông, mình không bao giờ mình chối là mình làm cho phim nào. Thì đúng rồi, rõ ràng là người ta chịu đựng không được tiền, còn bạn chịu đựng, bạn có tiền đập vào mặt thì cũng đỡ. Thật ra tiền cũng không có đâu, trong là cũng không có gì nhiều đâu. Nên thành ra là khi mà làm bộ phim này thì thật ra là mình nhận là vì mình cũng được làm việc với nhà sản xuất nhiều, cũng quen biết, mình nhận. Phải nói là Cà Chớn Đừng Đi nó rơi vào cái khung chiều là chúng ta có phim dở và phim hay, thì anh Cà Chớn Đừng Đi rơi vào khung phim nhạc. Tức là nó nhạt đến nỗi mà không ai thèm nói đến nó luôn ấy. Mà nó cũng dở nữa. Thì đúng là vậy, nhưng mà cái khung phim nhạc thì giống như là thì mình hy vọng là có ai lên chửi cái bộ phim này giùm cái để mà có người xem, nhưng mà cuối cùng cũng không ai thèm nói luôn. Và nó cũng lặng lặng không chửi luôn. Ừ, mà nó lặng lặng nó ra khỏi rạp luôn, nên là đây là một cái ca mà rất buồn trong năm vừa rồi của Phúc ấy. Nhưng mà nói thật là ngay cái tên ấy, cái tên cũng rất là khiến cho người ta không muốn xem ấy. Cà Chớn Anh Đừng Đi, đây là một case mà mình nghĩ là rút kinh nghiệm ngay từ cái việc đặt tên phim để tạo những cái góc truyền thông. Nó rất là trúc trắc, khó nghe và nghe đã thấy gọi là hứa hẹn một điều không mong đợi trên màn ảnh rồi. Nó cố tình đặt cái tên giống như kiểu Hàn Quốc ấy, nhưng mà cuối cùng là mọi thứ đều đã chiếu rồi, nên thành ra mình cũng không chống chế cho phim này hết. Nói chung là vào top phim thảm họa là đúng. Nói chung là cái sự mà đặt tên phim nó cũng phong thủy lắm nha. Ví dụ như hồi đó đặt cái tên phim Số Nhỏ, xong rồi nó nhỏ luôn. Đúng rồi, nó nhỏ từ khâu kiểm duyệt cho tới tất cả các khâu sau nó đều nhỏ hết đó. Cho nên là mọi người phải nói là rất là cẩn thận. Mà Cà Chớn Anh Đừng Đi, tới chừng mà xem cái phim xong á, là cái cụm mà cái cô gái gọi chàng trai là Cà Chớn Anh Đừng Đi á, giống như là cái cô đó cố tình nói ra cho nó đúng cái tựa phim á, chứ không có phải là theo cái tình huống. Đúng rồi, nó rất là khiên cưỡng á. Vị trí thứ 7, Kim Thanh cũng trải nghiệm bộ phim này hết luôn nè. Cái này mình sẽ giơ tay nói. Đó là bộ phim Vô Gian Đạo. Thật ra là Kim Thanh thích cái sự hài duyên dáng của La Thành. Nhưng mà tới chừng La Thành vô bộ phim này thì thấy anh đóng vai rất là nghiêm túc. Nhưng mà cái bộ phim nó rất là nghiêm túc mà không hiểu tại sao. Cái bộ phim này nó gây cười. Nhưng mà cái đạo diễn của phim này phải là hồi xưa làm MV. Trời ơi, đạo diễn của phim này là bạn Việt Anh, bạn mà làm phim mà Không Nói Được đó em, và phim Số Nhỏ cũng là bạn này đấy. Và đây là bộ phim mà gọi như là ăn trộm mà lại ăn trộm không tới bến, không là parody thì cũng không ra nơi. Mà thực sự là có những cảnh phim mà nó rất là kinh ấy. Là tại sao lại có thể làm ra một cái cảnh phim mà ai cũng khổ, diễn viên đóng thì phải khổ sở. Vấn đề là gọi là hậu trường là đạo diễn cho vợ đóng nữ chính, xong là bắt bạn thân là Huỳnh Anh là phải hiếp cái cô đó. Nên là thực sự là rất là ngạc nhiên tại sao có thể, nó buồn cười. Và sau bộ phim đấy thì mình cũng nói luôn với ekip là thôi bọn mày đừng có làm phim như thế nữa, vừa vất vả vừa lỗ. Anh em lại nổi da sáo thịt với những chuyện không đâu. Thực sự là một bộ phim rất đáng sợ. Thực ra cái mà hay nhất của bộ phim này chính là cái tên. Bởi vì cái tên lấy theo một cái series phim Hồng Kông, nhưng mà thực ra nội dung thì chả liên quan gì, mà là của series Cờ Bạc Bịp của Viên Tinh. Nên là nói chung là treo đầu dê bán thịt chó mà không hẳn là chó. Nói chung là rất là bực bội với phim này. Thật ra mình xem bộ phim này tại vì mình rất là thích cái phim mà nó dựa trên á, là phim Đỗ Thánh ấy, phim của Trương Gia Huy đóng ấy, thì có Thư Kỳ nữa. Và khi mà mình coi cái, trời ơi, mình coi cái cảnh mà cái cô bị hiếp á, thì là nó ám ảnh mình suốt cả một bộ phim. Không cảm giác được là La Thành là một người mà gọi là đủ thông minh để đóng cái vai này.
tức là gần như casting của phim này đều fail, và fail nhất có lẽ là diễn viên Sung Nghị khi mà đóng một cái vai mà cố tình hài hài nhưng mà thật sự là cuối cùng chả hài mà cũng chả duyên, nên thành ra là mình có một cái tổng thể, một cái bộ phim nó không còn là một cái phim nữa. Phim này giống như một cái phim parody mà kiểu phim vẫn fail, parody mà parody vẫn fail ấy, vẫn thua cả Huỳnh Lập làm ấy. Kim Thanh nghĩ là đôi khi người ta nhận lời ngoại trừ vì cách xê, vì dự án phim này nọ, đôi khi vì những cái mối quan hệ mà người ta vẫn muốn giúp đỡ lẫn nhau, cho nên là người ta nhận lời thôi. Như anh Dustin với anh Lê Văn Kiệt á. Đúng rồi. Về chỉ đạo diễn xuất kịch bản này kia thì họ không quyết được, cho nên là kết quả nó như thế thôi. Mình cũng thông cảm cho dàn diễn viên đi. Rồi bây giờ chúng ta đến với bộ phim rất là đỉnh khác nè, bộ phim Tìm Chồng Cho Mẹ. Chưa xem. Em cũng chưa xem luôn. Phúc xem nè. Thì Phúc cũng là người bỏ tiền mua vé xem bộ phim này. Phúc thật là đáng ngưỡng mộ. Tại vì Phúc muốn xem hết phim Việt thì mình làm phim mà. Thì đây là một bộ phim thật ra về ý tưởng Phúc rất thích nhá. Làm phim về những bà single mom, những người mà không có may mắn lắm. Tuy nhiên khi mà xem bộ phim này thì nó lại trở thành một câu chuyện khác, đó là một câu chuyện drama riêng về cuộc đời của nhân vật của Vân Trang đóng. Và mọi thứ trong phim dường như loạn lên hết, cuối cùng nó cũng chả tôn vinh phụ nữ, nó cũng chả tôn vinh câu chuyện về gia đình, mà nó chỉ là một câu chuyện về một bà điên mà vì đứa con quá thèm có cha nên thành ra là nó mới xảy ra một cái câu chuyện ngu nghê như vậy. Và khi mà trong rạp của mình xem phim ấy thì có một điều rất là hy hữu xảy ra trong rạp, đó là lượng khán giả bơi dần theo thời lượng phim. Tức là cứ mà khoảng 15 phút là cứ một túm khán giả trong rạp sẽ vơi đi, một túm cứ ra, rồi đến cuối cùng mình xem xong thì trong rạp chỉ còn mình với khoảng 3 người nữa thôi. Những người rất là dũng cảm. Đúng. Thông qua cái điều này mới thấy là trong năm 2019 vừa qua, trời ơi, Vân Trang đừng có đi đóng phim mở màn là cái táo quậy, giống như là báo điềm một năm của Vân Trang, cho dù đóng chính hay là đóng cameo, đóng thật như thế ra nào. Mình rất là buồn cho Vân Trang, tại vì thật ra Vân Trang là một diễn viên rất giỏi. Đúng. Tuy nhiên năm ngoái đến năm nay thì Vân Trang chuyển hướng sang làm nhà sản xuất, nên gần như tất cả các vai diễn Vân Trang đóng đều là được mời, và vì quan hệ nên Vân Trang đóng cho vui. Nhưng mà không nên đóng vậy nữa. Đặc biệt là một lát chúng ta sẽ càng nói tới cái bộ phim mà của Vân Trang còn dính nữa. Nhưng mà bây giờ chuyển qua một cái bộ phim khác nè. Cái bộ phim này á là Kim Thanh xem chưa được phân nửa phim, nhưng mà Kim Thanh vốn rất là không thoải mái khi mà xem một cái bộ phim mà cứ phải lấy điện thoại ra bấm á. Kim Thanh rất là ghét những người như vậy. Nhưng mà mình cuối cùng là là người bấm trong cuối cùng phim. Là mình là người bấm điện thoại trong cái bộ phim Cậu Chủ Ma Cà Rồng, và kéo cái màn hình rất là tối xuống để làm gì biết không, là cứ nó diễn tiến tới như thế nào là Kim Thanh trút hết cái bầu tâm sự của Kim Thanh cho bạn làm PA bộ phim này, tại vì nó quá khủng khiếp. Không chỉ bạn làm PA mà còn cả một cái group nữa, nguyên một group trong rạp ngồi chat với nhau về bộ phim xuyên suốt một bộ đúng phim rồi, tức là hai group. Tại vì cái bộ phim này giống như là Kim Thanh nghĩ là mọi người không cần phải đóng phim mà cứ ngồi một chỗ á, rồi đọc hết diễn tiến ra. Có nghĩa là cứ làm một cái hành động gì là trong đầu sẽ có voice up giải thích. Bây giờ tôi đang làm vậy là vì vậy. Nhưng mà chị Kim Thanh hãy giới thiệu tên bộ phim đi nè. Chúng ta nói quá trời mà chưa giới thiệu tên bộ phim nè. Cậu Chủ Ma Cà Rồng. Trời ơi, xem mà cảm giác rất là ức chế mà rất là khó chịu luôn á. Xem xong á, mình ra ngoài mình có cảm giác là mình rất là thù hằn với người này người kia á. Cảm giác trong lòng rất là bức bối, và mình thấy mà nếu mà ai mà chẳng may mà chọc chọc gì mình là thời điểm đó chắc mình nghĩ là chết luôn. Tại vì cái cảm xúc tiêu cực cái bộ phim nó mang lại cho mình. Thì thật ra có một điều Phúc khá là thích ở phim này, đó là cái dàn diễn viên của bộ phim này. Tại vì là rất là trẻ và rất là xinh. Phúc vẫn thích nhất là Mai Kỳ Hân trong phim á. Những khung hình của Mai Kỳ Hân rất là đẹp. Còn lại thì phim thì Phúc, như chị Kim Thanh nói, Phúc cũng không có ý kiến gì nhiều. Tại suốt thời gian đó Phúc cũng bấm điện thoại. Cái phim này là em biết nó từ cái lúc mà nó chưa làm. Cái dự tiến ban đầu á, khi đó đạo diễn đang làm với công ty em là phim Tình Đầu Thân Ngay. Cho nên là mới nhờ em kiếm giùm một bạn làm PA cho một cái dự án web drama sắp tới của ảnh là phim này. Thì ban đầu dự án web drama anh cũng kể cho em nghe, đấy là phim 6-7 tập gì đó, nói về những cái cô gái ở trong một cái biệt thự của Ma Cà Rồng và đấu với nhau. Thì đó chưa có hình ảnh gì hết, anh kể là concept thì sẽ rất là kiểu fashion week, mặc đồ rất là lộng lẫy. Hàng chi trong trailer có cảnh đứng như The Face, đứng hai bên nè. Thì nó không, lúc mình đó cảm giác là đang xem The Face mà. Em nghe qua cũng thấy cũng hay ho. Thì đến chừng mà anh đi quay mấy tháng về, anh nói là ảnh chuyển qua thành phim điện ảnh. Sau đó anh cũng cho em coi thử, tại vì bạn làm PA mà chị Tám nói bạn cũng có nhờ em viết bài giùm. Thực ra cái bản mà coi bản rap cho nên cái bản mà chiếu rạp không khác nhau nhiều gì, nó chỉ xóa dây các kiểu thôi. Và em rất là ngạc nhiên về những cái người ta nói, mà những cái làm ra nó là một trời một vực.
Không, mà thật ra là cái bộ phim này mình cũng chém dữ rồi khi mà mình chém về người đạo diễn. Và đợt đó là Kim Thanh còn nhớ là Trang nói thôi đạo diễn cứ bây giờ phải đi học trước khi đã. Và đến với một cái bộ phim ở vị trí thứ 10 là bộ phim Siêu Quậy Có Bầu. Và cái bộ phim này thì có sự xuất hiện của Han Sara, là ca sĩ người Hàn Quốc mà rất là giỏi tiếng Việt. Và có anh Đỗ An. Đỗ An, mặc dù không hay lắm nhưng mà hai người hát cái bài hát nhạc phim thì Kim Thanh thích cái bài đó. May quá. Với lại Phúc cũng thích Đỗ An từ phim Bạn Gái Tôi Là Sếp. Thì thật ra phim này coi á, nếu mà nó tệ, nó thảm họa lắm thì thật ra Phúc coi Phúc cũng thấy đúng như vậy thì... nhưng mà nó đỡ đỡ hơn những cái phim này đúng rồi. Mà nó đỡ đỡ hơn chút xíu. Nói chung là có một cô giáo cũng rất là duyên, đó là cô giáo Thanh Thúy, cũng rất là duyên trong phim này. Nói chung là về mặt này mình nói thật sự luôn là bộ phim này á, nếu mình xét nó là một tiểu phẩm hài với những tiểu phẩm nhỏ gộp lại thì đó là những tiểu phẩm khá là tốt, nhưng khi gộp lại xong thì một tiểu phẩm hài không thể nào mà gọi là mang một ý nghĩa là phim điện ảnh được, nên là nó thành thảm họa là đúng thôi đấy. Mình chỉ nhận xét ngắn gọn như vậy thôi. Và hồi nãy thì chúng ta có nhắc đến Vân Trang, cho nên là chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này với Ngôi Nhà Bướm Bướm Đi Mọi Người ở vị trí thứ 11. Vâng. Phim này thì em có xem nè. Và nhắc tới bộ phim này là em rất là mệt mỏi. Ngôi Nhà Bướm Bướm đây là đúng là một thảm họa đối với mình, bởi vì thực sự là mình không xem thì thôi, là không xem hẳn. Còn nếu mà đã xem thì ngồi đến cuối cùng mà mình thấy những người xung quanh mình lần lượt ra về với tâm trạng phẫn nộ và mình ngồi lại thì cái tức tối nó cứ dần dần, nó cứ dồn nén và khủng khiếp. Là những diễn viên mà đã rất là tốt ở những dự án khác như là Vân Trang hay Liên Bình Phát thì thực sự là họ có một cái màn trình diễn rất là tồi tệ, và mình rất là thương nghệ sĩ Thành Lộc khi mà anh phải vào vai thể hiện cái sự mà nhiệt huyết và cố gắng của anh luôn á. Nhiệt huyết, cố gắng nhưng mà nó cứ đồng đà mà nó cảm giác rất là bực bội. Và đây là bộ phim mà mình nghĩ là một cái năng lượng rất là xấu, và thực sự là mình có rất là nhiều bạn bè trong giới LGBT và mình nghĩ đây là một cái bộ phim không hề tôn vinh mặc dù kể về họ, nhưng mà thậm chí lại là một cái bộ phim mà khiến cho những người mà ở trong cuộc cảm thấy phẫn nộ, bởi vì nó mang tới một cái chuyện phản cảm rồi là từ cách diễn và tới cách truyền đạt thông điệp hay là cái cách mà người ta đấu tranh cho tình yêu đều xây dựng rất là vô lý, khiên cưỡng, rồi kể cả những thiết kế bối cảnh, phục trang, nói chung là không những tệ mà nhiều khi còn rất là nhức đầu. Và đây là một cái bộ phim mà mình nghĩ là nó đáng lẽ ra không nên làm ra thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều cho sự nghiệp của những người diễn viên ở trong phim này, bởi vì gần như là nó xóa đi những cái nỗ lực của họ trong những cái dự án phía trước, khiến cho một câu chuyện gốc đang có những cái phần hay, phần tích cực trở nên thô thiển đến như thế. Và đây là một bộ phim mà thực sự là ám ảnh khó quên vì nó rất là ồn. Mặc dù là nó chưa đến 2 tiếng nhưng đấy là cái khoảng thời gian mà tồi tệ nhất năm vừa rồi. Và từ bộ phim này thì mình quyết định là phim nào mà cảm thấy hơi hướng dở một phát là không cho phép mình hành hạ mình nữa, bởi vì mình không có đủ kiên nhẫn cũng như là đủ sức khỏe để mà tự an ủi mà tinh thần như là chị Kim Thanh hay là Phúc. Nói chung là em thấy cái phim này, thứ nhất không hiểu tại sao lại đặt một cái tựa đề như vậy, là nghe là em đã thấy nó kỳ rồi. Và sau khi em ngồi trong rạp em coi em rất là nhức đầu và em rất là muốn đi ra, nhưng mà em ít khi nào mà bỏ ra giữa chừng lắm, cho nên em là cố coi đến hết. Và em ra em chỉ muốn nhắn tin cho Phát, em nói là bạn ơi chúc bạn may mắn, nhưng mà em thấy cũng hơi kỳ, cũng tội nghiệp, cho nên em đã thôi không nhắn cho Phát nữa. Có một cái phim trước đó cũng đã rất là kinh điển rồi, đó là phim The Birdcage của Robin Williams. Thì thật ra kịch bản của Ngôi Nhà Bướm Bướm là cóp ra gần như 100% từ phim The Birdcage. Và khi được hỏi đến nhà sản xuất thì anh đạo diễn nói là ồ phim này hả, tao lấy vở kịch gốc tao làm chứ tao không có dựa trên bộ phim của Mỹ. Vở kịch gốc là của Pháp. Thì nói chung là khi mà mình xem xong bộ phim thì mình thật sự mình về mình muốn mở ngay phim gốc ra mình xem để mình chấn tĩnh lại tâm hồn của mình. Nói chung là gần như là bưng cả khung hình, bưng cả góc máy ra. Nhưng mình không hiểu tại sao mọi năng lượng nó đều trái ngược lại hết với cái phim gốc. Và cái phim gốc nó duyên, nó dễ thương bao nhiêu, nó cho người ta thấy được cái đẹp bao nhiêu, cái tận hưởng bao nhiêu, thì cái phim này nó cho mình thấy một cái năng lượng là cái năng lượng muốn đánh lộn bao nhiêu. Từ cái cách diễn, cái cách mà để cái nhân vật vào, nó luôn luôn làm cho người ta kiểu là tao tiêu cực lắm rồi, tao không thể làm gì khác hơn được nữa. Và mình nói thật luôn là diễn viên trong phim này á, thật ra phim này có một cái dàn diễn viên mình gọi thật sự rất là tốt luôn. Nhưng mà không hiểu cuối cùng thì nó lại là tạo ra một cái sản phẩm mà coi xong là thôi mình chỉ muốn quên nó đi thôi, mà mình không quên được hôm qua vừa thấy xuất hiện lại trên Netflix. Nói bởi vậy khi mà mỗi lần có ai đó nói với em là có cái dự án này, có cái dàn diễn viên tốt, nổi tiếng, cũng giỏi lắm, nên chắc không sao đâu là em sẽ lấy ngay Ngôi Nhà Bướm Bướm ra để minh họa là này. Một bộ phim dù có dàn diễn viên giỏi đến đâu, hay đến đâu, nổi tiếng đến đâu thì nó dở, nhân vật nó dở thì nó vẫn sẽ dở thôi. Còn Kim Thanh thì không có tinh tế như Thọ đâu, xem xong bộ phim là nhắn tin an ủi Liên Bỉnh Phát liền: thôi em, mình còn những dự án tiếp theo, đây chỉ là những cái khởi đầu
cố gắng lên em, không có vấn đề gì cả. Và chúng ta đến với vị trí thứ 12 trong 16 phim mà chúng tôi chọn ra. Đó là bộ phim Người Lạ Ơi. Phúc xem phim này kỹ nè. Phúc xem phim này từ lúc nó còn nằm trong phòng dựng cho đến lúc mà nó ra rạp. Đây là phim thánh nữ đúng không? Đúng rồi, ban đầu có tên phim là phim thánh nữ. Phúc rất thích những ý tưởng nha. Đây là một bộ phim cũng có một cái ý tưởng nó cũng khá là lạ và một cái ý tưởng khá là dễ thương. Nhưng khi làm ra thì nó không còn dễ thương nữa. Nó xấu xí vô cùng luôn ấy. Cái diễn xuất của Thùy Anh trong bộ phim này mình cảm giác như là một cô gái vẫn chưa thể bước ra khỏi cái phim gì Thùy Anh đóng được tiền lớp học 18 không đập cánh giữa không trung thì bộ phim kia Thùy Anh là một cô gái rất là tuyệt vời, nhưng mà khi đến bộ phim này thì Thùy Anh đã trở thành một con tiên nữ vô duyên nhất màn ảnh. Suốt ngày cứ kiểu cái câu thoại mà chúng ta hãy động phòng đi, động phòng đẻ con để cứu hành tinh của mình ấy, thì đó là một cái kịch bản mà gọi là vừa vô duyên mà vừa phản văn hóa ấy. Nói tới đây mình mới cảm thấy là có rất là nhiều lúc mình thấy thương hội đồng duyệt chứ hả. Nếu mà không duyệt cho phim ra rạp á thì kể như là sẽ bị nói rất là nhiều. Nhưng mà duyệt những cái bộ phim như thế này, mặc dù có xem mười mấy hết trơn rồi, nhưng mà thật ra cũng tội cho người xem nữa. Thì ra hội đồng duyệt một ngày xem cũng phải 6 phim, tức là nhân một tuần lên là cũng phải xem là 30 mấy phim một tuần đấy. Nói chung là thông qua cái list mà nhìn lại một năm thì mình đồng cảm hơn với hội đồng duyệt và thấy thương họ rất là nhiều. Vâng, vị trí thứ 13 đó là bộ phim Thiên Sứ Không Phép Màu nè. Trời ơi, trời, bộ phim này phải chuyển qua tiếng Huế em nói luôn đi. Phim này em có coi nè. Phim này Kim Thanh thấy cái trailer là cả nhà. Trời ơi, Thọ là coi bản ngoài rạp đúng không em? Không, em coi cái bản trước khi ra rạp. Đúng rồi, anh cũng được coi bản trước khi ra rạp. Khi mà đồng loạt tất cả các nhà phát hành đều từ chối phát hành bộ phim này. Đây cũng là một trong những phim mà đạo diễn có cái tham vọng là diễn viên của mình sẽ thông qua bộ phim sẽ được yêu thích và nổi tiếng như là Em Chưa 18. Nhưng mà đây là một bộ phim trong năm vừa rồi nhé, cũng là tái hiện lại những khoảnh khắc ngày xưa. Khi mà chúng ta thấy được những khoảnh khắc mà kiểu là ngày xưa khi mà chúng ta coi phim kiếm hiệp, khi mà chúng ta bị thương hay gì, bắt đầu truyền công lực cái này cái kia, thì bộ phim này có đầy đủ luôn. Và kỹ xảo cũng rất là Thời xưa luôn. Kim Thanh chỉ xem cái trailer và nghĩ là cái trailer là cái tốt nhất của bộ phim, mà nó ở một cái mức mà quá tệ, kể cả so với phim truyền hình bình thường. Đúng rồi, quá tệ, tệ hơn rất nhiều luôn á. Thì làm sao mà cái bộ phim có nhưng thể mà tốt phải được? Có một lời khen cho đạo diễn là đạo diễn phim này rất kiên trì, khi mà gần như mọi người là anh ơi anh hãy bỏ bộ phim này, anh làm một bộ phim khác tốt hơn đi. Và đạo diễn đi quay thêm, đi quay, bỏ thêm tiền để đi quay thêm, bắt diễn viên sắp lịch đi quay thêm để mà ra được bộ phim này. Đó, em nghe mà em cũng thấy thật sự là tội nghiệp đạo diễn thật. Tại đạo diễn kể lại với em là một số nhà phát hành xem, họ nói là em nghĩ là họ từ chối thì họ dùng lý do để từ chối thôi. Tức là kiểu họ đưa ra lý do là nhân vật này ăn mặc kiểu này khán giả trẻ không thích đâu, lỗi thời rồi. Thì đạo diễn kêu diễn viên đi quay thêm để ăn mặc hiện đại và nhét 1-2-3 cảnh đó. Đạo diễn nghĩ là như vậy là ăn mặc thời trang nè vào thì nó sẽ ok, sau cảnh sau vẫn là những cái cảnh cũ. Và chúng ta đến vị trí thứ 14 đi, cũng hấp dẫn không kém. Ngốc ơi tuổi 17 có Trúc Anh của Mắt Biếc nè. Nè, phim này Phúc cũng trải nghiệm từ đầu đến cuối luôn nè. Phúc trải nghiệm hết mà. Phim này là dựa trên một cuốn truyện cùng tên của một cái nhà văn trẻ, thì đó nói chung là chuyện mình chưa đọc. Mang thai tuổi 17. Nhưng mà mình vào phim cái điều đầu tiên nó đập vô cái người mình là bộ xưng hô bình thường không được ấy. Xưng hô bình thường cậu tớ tao mày không được ấy, phải xưng hô đằng ấy và đằng này. Bộ phim rất hiên cưỡng về rất là nhiều mặt, diễn xuất, set up, nói chung là gần như là bộ phim làm theo ý thích. Ví dụ như đạo diễn thích như thế này thì phim sẽ như vậy, đạo diễn thích set như vậy thì phim sẽ vậy. Tức là một bộ phim không hề có tính logic luôn. Và diễn xuất cũng không cần diễn xuất logic, mạnh ai nấy diễn, thích diễn sao diễn vậy. Nên thành ra chúng ta thấy mỗi nhân vật đều có một số phận riêng, là tại vì họ tự diễn nhân vật đó rồi. Ủa nhưng mà Trúc Anh có duyên với hai vai diễn đều mang thai hả? Cái vai diễn trong này có mang thai thiệt không anh? Có, Trúc Anh mang thai thiệt. Vậy là hai vai diễn điện ảnh đầu tiên đều là mang thai tuổi 17. Đúng rồi, Mắt Biếc cũng là tuổi 17 mà. Sẽ có một cái tiêu đề là bộ phim có nhiều cảnh tưởng tượng trong tương lai nhất. Tức là cứ mỗi cảnh phim cái thằng này sẽ tưởng tượng tương lai cho nó sẽ xảy ra như thế nào. Cứ hai cái đứa ngồi tưởng tượng hết cả bộ phim. Đến tới vị trí gần cuối rồi mọi người ơi. Vị trí thứ 15 liên quan đến Thọ, thì Thọ cũng hãy chia sẻ đi. Bộ phim Oppa Phiền Quá Nha. Và phim này có diễn viên rất là hot, có Harry Won của Việt Nam, rồi có Park Joo Min của Hàn Quốc nữa, là thành viên của SS501 đây. Giống như chị Trang nói, cái tên phim mà Cà Chớn Anh Đừng Đi sẽ tạo cho cái cảm giác là không muốn xem á. Thì đây, kinh nghiệm cho những người làm phim là đừng đặt bao giờ tên phim, đặt những cái tên phim nó có mang cái tính tiêu cực. Ví dụ như bộ phim này Oppa Phiền Quá Nha, nó thật sự là một bộ phim phiền phức nhất trong cuộc đời mà em từng đối mặt. Và cũng đừng nên đặt tên kiểu những cái tên phim mà kiểu mày ơi làm gì đi á, kiểu là những cái tựa phim nó rất là dễ gãy.
Và đây là một dự án hợp tác giữa Việt Nam với phía Hàn Quốc, cho nên là những cái công tác về giấy tờ, trao đổi qua lại rồi về duyệt với lại hội đồng cũng rất là khó khăn, cho nên là cái vấn đề dời trong đó dời đến 3 lần thì chỉ có một lần đầu là không kịp. Còn hai lần sau đều là vấn đề vì là phim hợp tác cho nên nó có nhiều cái phát sinh. Phim này làm từ lúc em cũng chưa vào công ty luôn, cho nên là em vào mà em biết công ty đang quay cái phim này thì em đọc kịch bản em đã thấy nó hơi nguy hiểm rồi. Mà sau khi em coi cái bản suột mà dựng ráp tất cả những cảnh quay lại với nhau thì em thấy nó là lúc đó là phim công ty em sắp ra cái Tình Đầu Thơ Ngay á, thì từ đó em đã nhận định là có cái phim này nó còn nhạt hơn cái phim kia nữa, và cuối cùng là như vậy thật. Và nói chung là về khía cạnh về chuyên môn, mặc dù là hợp tác với đạo diễn Hàn Quốc, chuyên môn rất tệ về tất cả góc nhìn luôn, góc nhìn đạo diễn kể về việc set up góc quay, thật ra cái những cái set up cơ bản cũng không set up được ấy. Nếu là phim Việt 100% đi thì mình không tức, nhưng mà này là phim có hợp tác của Hàn Quốc từ một cái môi trường rất là chuyên nghiệp về phim ảnh. Mình coi xong mình tức quá, mà kiểu như là trời ơi, tại sao kỹ thuật phim lại có thể làm một cách tệ hại đến nó như vậy. Nó có rất là nhiều cảnh quay bị sai trục nha, sai trục mà rồi kể cả set up, kể cả cách đặt, mọi thứ đều rất là tay mơ nghiệp dư ấy. Đến bây giờ mình cũng không thể đánh đồng là một bộ phim hợp tác hay là không hợp tác nữa, mà nó chỉ có hay và dở thôi. Theo như em biết á, là bên Việt Nam có một bạn biên kịch bản Việt hóa cái kịch bản mà đã được dịch ra, thì có chỉnh sửa thêm một số yếu tố, giống như là em coi suột thì có những cái cảnh mà cô Ngọc Dào ngồi hát cả lương, lý do đặt sao lại đặt tên cho Harry Won là Ca Dao, thì những cảnh đó thì em không biết tại sao đạo diễn vẫn đồng ý đi quay, nhưng mà xong rồi đạo diễn không có chịu cho đưa vào phim tại đạo diễn không hiểu. Đó, cho nên là nó có rất nhiều thứ dở ương, và em nghĩ là qua cái này mọi người nên, nếu mà những cái công ty nào mà đang có ý định hợp tác với Hàn Quốc, hãy hiểu một điều là hiện tại những cái bên Hàn Quốc mà đòi làm phim với Việt Nam vì họ đang xem thường Việt Nam không có ekip, tức là ở bên Hàn Quốc em cũng không biết là họ có cơ hội làm phim hay không, nhưng mà với những cái mà họ nghĩ về thị trường Việt Nam cần những cái kịch bản mà rất là tầm thường, đó là cũ, là khán giả Việt Nam sẽ đi coi, sẽ thích việc của Hàn Quốc, thì đó là rất là sai lầm. Mình cũng rất là tội dàn diễn viên, và tới chừng mà tới những cái cảnh kết phim rồi mình mới thấy là giữa Harry Won với Park Soo Min mới có sự tương tác. Còn trong khi những cái phần đầu của bộ phim á, thì thấy họ còn gượng gạo với nhau rất là nhiều. Mặc dù đóng những cái cảnh mà hết gượng gạo nhưng mà họ vẫn gượng gạo. Nhưng mà đến cuối cùng khi mà những cái phân cảnh mà khép lại phim rồi, mình mới thấy giữa họ có chemistry. Nhưng mà lúc đó là đã hết phim rồi. Thì đó, bộ phim bắt đầu khi kết thúc đó. Có những cái lỗi rất là ngớ ngẩn. Ví dụ như là mình biết là quay là tại Việt Nam hết đi, nhưng mà đã mình giả ở Hàn Quốc rồi thì phải giả cho nó tới. Ngay cả cái phim mà ráng để cái biển số Hàn Quốc thì vẫn còn đăng kiểm của Việt Nam, nên là mình không có chọn lại cái góc quay để cho người ta đừng có phát hiện ra những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy đó. Và tất cả mọi thứ trong một bộ phim dù là nói Hàn Quốc nhưng mà mọi thứ đều rất là nghèo nàn. Nghèo nàn từ cái sân khấu, nghèo nàn từ cái công ty, nghèo nàn mọi thứ luôn. Và thậm chí là cái phòng karaoke Hàn Quốc, nhưng mà cái chữ ngoài là phòng karaoke của Việt Nam. Thôi, nhiều thứ đó, tội nghiệp thọ. Mình đến với bộ phim sau cùng ở vị trí thứ 16 đi. Bộ phim này cũng đỉnh nè, cũng coi đỉnh mến. Phim này thì em coi trailer ở ngoài rạp rồi, vậy em tưởng là chiếu lộn. Thật sự là em còn tưởng là chiếu lộn một cái gì đó rất là cũ, tại cái dự án này em chưa hề nghe. Lúc đó lại sắp chiếu tới nơi. Ừ, dự án này được quay xong vào năm 2016. Phúc đã xem bộ phim này để test phim để phát hành vào năm 2017. Và khi xem bộ phim này, Phúc nói là Phúc thật sự không đủ sức để làm bộ phim này. Khi mà xem xong mình cứ tưởng tượng như là vẫn là một bộ phim mang tính hoài cổ rất cao ấy. Tại vì bộ phim này là có một anh đồng đạo diễn, anh một anh người Mông Cổ. Anh này là một người rất giàu ở Mông Cổ luôn. Nhưng mà anh lại bị một anh, cái anh đạo diễn chính á, anh là người Việt Nam. Thì anh này cũng đã có một bộ phim rồi cũng khá là lừng danh ngày xưa, đó là bộ phim mang tên là Gác Kiếm ở Việt Nam. Một bộ phim điện ảnh được sản xuất ở Hà Nội đấy. Và bộ phim nó cũng thảm họa, rất thảm họa. Nhưng mà anh này thì kiểu vẫn cố gắng để cho bộ phim này ra. Và mình cảm thấy tội anh đạo diễn người Mông Cổ, tại vì anh này chưa hiểu lắm về thị trường ở đây. Cái đó là chia sẻ về mặt thôi, còn về chất lượng bộ phim thì mọi người cũng đã hiểu rồi. Từ cái lời thoại, cái cách diễn, nó đều mang một cái góc nhìn của một cái người gọi là sống ở thế kỷ 21 nhưng mà góc nhìn ở thế kỷ 20 chẳng hạn vậy á. Thì nên thành ra là khi mà làm vô thì cứ câu chuyện là cứ nữ thì cứ phải nhìn, phải mặc áo cho thật sự sexy thì mới có thể quyến rũ đàn ông, cái này cái kia, thì nó là mọi thứ nó đều cũ, mà nó làm cho người ta coi mà người ta kiểu xem thường cái bộ phim luôn á. Và như vậy là chúng ta cũng đã trải qua được 16 bộ phim được gọi là thảm họa và kinh khủng nhất của năm 2019. Thật ra là muốn điểm thêm thì cũng được thôi, nhưng mà những cái bộ phim kia thì nó cũng có chất lượng đỡ hơn xíu. Nó cũng có thứ để mình coi, có thứ để mình nói. Vâng, và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã thực hiện chuyên đề này.